Tổng, Tổng Phi ơi, lên luôn. Yeah. Chào mừng em trở lại channel của mình. Mình là Phạm Trâm Phi và hello anh. Đây là trận vòng tứ kết 8 đội giữa Lê Minh FC và Đạo Vĩnh Tiến. Rồi giải tôi nè cúp. Và trận này chắc chắn là sẽ một trận rất là trận này quan trọng, ông Bè không giỡn dữ vậy ta. Mấy trận trước thấy đâu giỡn đâu, trận này giỡn dữ. Đấy, gặp một đối thủ khá là mạnh và quyết định là có đi sâu được nữa hay không là trận đối đầu với Đạo Vĩnh Tiến FC. Cũng khá là duyên nợ đấy. Đi đá phủi biết bao lâu nay Lê Minh FC với Đạo Vĩnh Tiến là cứ gặp nhau rồi. Hoài luôn ấy. Ok, hôm nay mình có ai nè? Bitlo. Bin. Hậu đội ghi. Tấn Phát. Rồi Chu Minh Hoàng xác định dự bị sang nữa hả Phô? Rồi có Kim Messi. Kim Messi đã trở lại. Trần Long Vũ. Kiên Hai Gia. Phi Củi. Sói Ca bên này. Sói Ca vẫn còn đang xem gì đó. Chạy ông đi. Ok. Mọi người giờ đã khởi động xong rồi. Sói Ca mà áo trong nghịch màu với áo ngoài quá ta. Ừ mà cũng tông xịt tông dữ. Lại hai người giữa, một người đá thấp thấp thì một người đá giữa giữa chứ đứng cao quá, cái người giữa bỏ chạy ngoài ở đây thiếu người. Đá ngang ngang với nhau thôi, đừng đá dài nữa. Điều đá giữa nó cầm bóng nó hay quay anh em để ý đừng có sồ lên anh. Giờ vô đây rồi. Em mình có thắng thua gì cũng phải chiến với hết mình. Được không? Cố gắng ngày mai đá tiếp tục. Không để nha. Ok, cố lên đi. Rồi thôi nha. Để mình nha. Rồi. 1 2 3 Lê Minh. Giỡn hoài. Chẳng cần mấy ông nội này cứ đứng giỡn. Đá sâu đúng không? Rồi. Ok. Dự bị là có Kim Messi. Chưa Minh Hoàng. Chán. Cứ bòi bóng dưới đi, đá nhỏ thôi. Bóng giờ à, đi phép. Bị dẫn bàn từ khá sớm. Đi đâu mày? Trời ơi. Xí tí nữa đã gỡ được rồi. Quay lại, tốt rồi, quay lại. Chạy lại, theo. Tốt pin. Và bay người cản phá rất tốt của. Wow. Hay quá Kiên Đô ơi. Một pha xoay sở rất hay của Kiên Đô. Wow. Bấm một cú sút của Lưu Hoàng nhưng bóng lại hơi cao. Từ từ. Gạt. Thấy. Chân trái. Đá lên kìa.
chết chết Trung Thành. Chân lỏng vũ. Chạy vô. Kiến hay ra rất trống. Bấm bóng qua đâu, phối hợp. Tốt. Cổng chậm tay, phạt đền. Chân lông vũ vào. Móp đều. Quá hay. Gỡ hoa được rồi. Cố lên. Không sao. Vẫn còn quang lưu, không sao. Tốt, Đinh Thanh ơi. Lấy Thái ơi, ok. Red. Tiếp luôn. Không sao, chứ phải. Tốt Hoàng ơi, hay quá Lưu Hoàng ơi. Vẫn không có một tình huống nào nguy hiểm diễn ra. Ok, trận đấu rất căng thẳng ở cuối hiệp 1. Tốt. Tiếp tục. Không có gì hết. Ok. À, đã kết thúc hiệp 1. Tỷ số là 1-1. Tốt quá Lưu Hoàng ơi. Từ từ. Và bóng rất nguy hiểm. Lâm Vũ. Cà khe rất hay. Ha gia. Trời ơi. Ha gia quyết định sút luôn. Chặt rất hay. Kiên Ha gia. Sai ca. Chân trái. Wow. Hay quá. Lâm Vũ, vô lê. Trời. Chắc banh rất hay của Lâm Vũ. Kiên Hà Gia. Phi qua người rồi. Phạm lỗi. Ok. Rồi, đó, đứng đó đi. Chà, sút ngay gòn. Đáng tiếc. Tốt bên ơi. Và cú thua rất hay của Bin. Wow, rất tốt. Mọi người tập trung đi. Wow, pha đánh đầu rất nhanh của. Quá hay. Phối hợp rất hay. Trời ơi. Lên. Ok. Vẫn còn. Soi ca. Wow. Bóng lại ngay xà ngang. Trời ơi. Cơ hội nâng tỷ số lên 2-1. Vẫn cắt được. Hay quá Lâm Vũ ơi. Đi La Cuesta. Bít lô. Xoay ca. Trời ơi. Lại đá ngay gôn. Quay về. Không vào. Đừng nhận nữa. Đá đi. Tự thôi. Đừng có vội. Hay quá. Kim Messi ơi. Sút. Trời. Quay về.
Quả người rất hay của Phi. Sai ca. Trời ơi. Xích tí nữa là nâng tỷ số 2-1 rồi. Hết tình huống rồi, lùi đi. Đi qua Sai ca ơi. Không sâu, không sâu. Cắt. Tốt Sai ca ơi, cơ hội. Cơ hội. Sút. Wow. Wow, một pha đột phá rất hay của Đinh Thành Sai ca. Tỷ số nâng lên 2-1. Hay quá anh Thành ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đầm ngay cuối trận là chiến thắng. Trời ơi. Tốt Bin ơi. Yeah. Bóng đã ra khỏi sân rồi. Bóng ra khỏi sân rồi. Tốt luôn Hoàng, tốt anh. Mình tới Phi. Vẫn còn. Trời ơi. Gạt rồi. Gạt rồi. Theo. Theo. Theo Phi. Chắc lại. Ok. Không có gì hết. Trời. Tốt Bin. Tốt Bin. Rồi Kim Messi. Phất cao. Tốt. Rồi tới ai? Tới ai? Ok. Phạt góc. Phạt góc. Bóp giữa. Đừng có lên. Bóp giữa. Tốt Sai ca ơi. Đi. Phi đứng lại. Phi đứng lại. Rồi, biết lâu. Trời ơi. Từ từ. Về lại Phi ơi. Rồi, tới Lưu Quang rồi. Xoay. Kiên Hà Gia. Kiên Hà Gia. Sút. Trời ơi, không vào. Ok. Tốt, tốt Phi ơi, lên luôn. Yeah, 3-1. Bravo. Tuyệt vời. Pha càng rước rất hay của Trương Quang Phi. Hay quá, Hoàng Lưu ơi. Không vào. Yeah. Bán kết. Bán kết rồi anh em ơi. Chiến thắng rất là tuyệt vời. Hay quá anh Tài. Tuyệt vời, tuyệt vời. Dạ. Lê Minh giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Đại Vĩnh Tiến. Và Lê Võ Thân đánh đội là mình tướng với tỷ số 3-1. Và kết thúc trận thi đấu. Em nói chưa? 3-1. Ghê hả? Em nói nào vậy Phát? Em nói 3-1. Em nói 3-1 nào vậy Phát? Giờ mới biết luôn á. Ghê. Vâng, xin mời các đội chúng ta sẽ uống nước và chuẩn bị cho phần thi đấu luôn. Tuyệt vời Sai ca. Ôi, đã cái thời tiết lúc 10 giờ 11 giờ này chắc xỉu mất. Ok. Và Lê Minh giành chiến thắng với tỷ số 3-1 và ngày mai sẽ đá trận bán kết. Đối thủ sẽ là hai đội dưới sân kia. Thì thôi, cố gắng chơi đâu đến đó để mình chỉ có những anh em như thế này thôi. Rất là ít, không đông đảo như những câu bộ chuyên nghiệp khác.
Rồi, nếu anh em thấy video clip này hay thì like. Đừng quên subscribe channel YouTube của mình, sẽ còn rất là nhiều video clip về bóng đá. Còn Thi xin chào và hẹn gặp lại.